Xin chào tất cả quý vị các bạn cùng đến với kênh xe 24 giờ để biết giá xe cũng như tổng bánh cho chiếc xe Honda CR-V. Chiếc xe Honda CR-V sang tháng 10 này giá cả đang có như nào? Thì em sẽ giới thiệu cho anh em cách chi cụ thể. Sang tháng 10 này giá cả vẫn duy trì chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho em nhá. Còn giảm giá chi tiết như nào thì em sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết cụ thể cho 3 phiên bản, từ phiên bản L, bản G và bản E. Còn những em nào chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bán bánh và các chương trình khuyến mại. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda CR-V bản L với giá niết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 118 triệu. Sang tháng 10 này thì đại lý chúng em đang bán cho với giá đang là 1 tỷ 038 triệu, tức là duy trì chương trình khuyến mại giảm giá cho anh em là 80 triệu tiền mặt nhá. Vậy thì chiếc xe Honda CR-V bản L này lắp máy nội đang là 1 tỷ 195 triệu, còn là tỉnh thì 1 tỷ 153 triệu, tỉnh áp thuế 12% thì là 1 tỷ 175 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh thì là 1 tỷ 173 triệu. Còn đối trả góp ở nội thì đang là 376 triệu, tỉnh thì đang là 335 triệu, tỉnh áp thuế 12% thì là 357 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh thì là 355 triệu. Còn những em mà muốn ra giá tốt hơn hay là khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em, chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda CR-V bản G với giá niết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 048 triệu. Sang tháng 10 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 968 triệu, tức là đang giảm giá cho anh em 80 triệu tiền mặt nha. Vậy thì chiếc xe Honda CR-V bản G này lắp máy nội đang là 1 tỷ 117 triệu, còn ở tỉnh thì là 1 tỷ 076 triệu, tỉnh áp thuế 12% thì là 1 tỷ 097 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh thì 1 tỷ 096 triệu. Còn đối trả góp thì đang là 353 triệu, tỉnh thì đang là 313 triệu, tỉnh áp thuế 12% thì là 333 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 333 triệu. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng bán bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để gửi lại các thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho anh em. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda CR-V bản E với giá niết của chiếc xe này đang là 998 triệu. Sang tháng 10 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 918 triệu, tức là đang giảm giá cho anh em là 80 triệu tiền mặt. Vậy thì chiếc xe Honda CR-V bản E này lắp máy nội đang là 1 tỷ 061 triệu, tỉnh thì đang 1 tỷ 021 triệu, tỉnh áp thuế 12% thì 1 tỷ 041 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh thì là 1 tỷ 041 triệu. Còn đối trả góp thì đang là 337 triệu, tỉnh thì đang là 297 triệu, tỉnh áp thuế 12% thì là 317 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 317 triệu. Chiếc xe Honda CR-V nó thuộc phân khúc của dòng xe crossover đang cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Hyundai Tucson, chiếc xe Mazda CX-5 hay là rất nhiều xe thị trường miền Nam. Ok, vậy do này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe cũng như tổng bánh cho chiếc xe Honda CR-V cả 3 phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để sự cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Honda cũng như các xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Nam, để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng vào đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này các bạn ạ.